Quản lý các đăng ký ở trên Red Hat, chúng ta có thể đang quản lý đăng ký từ màn hình GNOME đồ họa hoặc là từ ống lệnh. Ta có cái lệnh là Subscription Manager là một cái công cụ để quản lý cái đó. Đầu tiên đăng ký thì cả Subscription Manager Register cái này đăng ký rồi. Đâm ra không cần thì sẽ thử cái thứ hai. Đó là Subscription Manager List Available để xem nào. Subscription Manager list. List list này. Rút được. Sudo. Đây. Ta sẽ có là Red Hat beta set này. Test line capsule này, Red Hat Linux for sharp này. Fast data path này. Vision Sharp Again Core Quick D Enterprise này IBM Red System này Advanced Fire to Beta rồi Beta hay quá nhỉ Certification System Beta này chắc là bọn YouTuber nó cho Beta còn cái bản chính thì cho bọn đấy Pull ID này và Unlimited này Suggest là 1 này Service Type là L1, L3 Service Level là Support là không hỗ trợ gì hết rồi Standard bắt đầu vào ngày 21 tháng 1 31 rồi kết thúc vào là mùng 2 tháng 2 năm 24 năm cho kiểu kiểu lý nên time tài xong rồi thì đây tiếp tục là cái này ta sẽ đăng ký tự động overview này xem subscription này panel list consumer là gì có thiếu toàn beta thôi cho developer nó không cho cái thằng nào thử đấy cả và nên delta thôi và beta cũng là gà thôi cũng đại khái CentOS stream khá hợp lý bỏ đăng ký này sau đăng ký rồi thì cái entitlement sẽ được ghi vào trong etc pki etc pki có những ngày này product này em nào product để lưu trữ thông tin về CD product không hiểu rồi bắt không có gì consumer này có certificate và cái này chắc là nó mở khóa đây rồi đặc tả thì cái xem là cái repository nào muốn dùng phần lớn trường hợp thì sau khi cả hệ thống server đã thiết lập một lô các repository mà nên sử dụng chúng ta đôi khi yêu cầu máy chủ sử dụng đúng cái repo cần chúng ta muốn phân phối dùng phân phối không mặc định của mềm ấy, thì ta dùng cái đó hoặc là không nó cài này mà không phải không có đăng ký thì cả thì phải có một cái repo riêng của chúng ta việc này nó quan trọng trong kỳ thi chú ý rằng là việc học cách làm việc repo và các gói phần mềm chúng ta không nên sử dụng cái gói mặc định để học mà thì chúng ta nên để bỏ chuyển sang là đăng ký với Subscription Manager để nói với server rằng repo là một thể dụng chúng ta cần tạo một cái file với tên là đuôi repo cuối trong trong etc/yaml
ls etc yum chấm repo nó có cái đấy rồi, cái rồi đây repo này có gì đây, giải lắm. Giấy à? Vim này. Két nữa mà là là đây đi. Mò rồi led nào. Đây, Enterprise này có BR này. Check này có GBKey này. Có SV file này. Start rồi meta type file. Ra ngoài mèo. Tiếp theo chúng ta sẽ chú ý cùng có nhãn này, nhãn label gọi là nhãn này, có những tên này, có BUR này, enable với check này. Sau đó trong các phiên bản cũ chúng ta sẽ cần phải nhớ cách thiết lập một repo client, nhưng mà trong Red 9 thì cái câu lệnh là dnf config manager tool xuất hiện và nó sẽ tạo một cái file cho chúng ta. Việc kết để tạo chúng ta sẽ tạo như sau: dnf config manager add repo tên này, cho đảm bảo rằng là thay được cái link xác nhé. Đâu với chính xác như vậy, nếu mà chúng ta copy nội dung từ ổ đĩa thì ta sẽ viết rằng là file repo bằng file 2.:// repo bios, cho các bạn mau cái ổ đó vào rồi thử luôn nhỉ, nó máu không. Bây giờ em nào mà là nếu chúng ta sử dụng dnf config manager nào, dnf config nào, dnf config manager để thêm vào thì ta sẽ để cái thằng input thằng gửi vừa không thì chúng ta không yêu cầu kiểm tra gì hết. Trong ví dụ 9.1 chúng ta có thể sử dụng những file như vậy. Trong bài tập 9.1 chúng ta đã tìm tất cả các hướng dẫn cần thiết để thiết lập cái repo riêng của chúng ta và sẽ thiết kế để kết hợp vào nó. Đầu tiên ta có kết này. Đây. Thì chú ý bảng repo ở sau có nhãn, thì có nhãn có giống hai giống giống mỏ ngọc vuông. Thế và tên, sau tên lại có là myrolist thì là cái này thì nghi thôi, có không có cũng được. Tiếp theo là bayur thì là cái đường link chính. Và tiếp theo là cái check thì 101 0, còn cái key thì nếu mà cái đặt đặt thì có cái kiểu này. Chúng ta đang tạo một cái repository file thì cái đường dẫn là thành phần cực kỳ quan trọng để nó nói với server là nên tìm ở đâu. Cái BR sẽ đóng vai trò như là một đầu vào cái file cần cả thì chương trình cần đặt vào ấy. Cái này thường là HTTP hoặc là HTTP nhưng có thể dùng một link khác bình thường được. Khi sử dụng một cái đường link bình thường thì hai thành phần thêm vào, đầu tiên đó là cái giao thức của nó dưới dạng là protocol 2.:,
hoặc là HTTP hoặc FTP hoặc file sau cái đường dẫn sau đó là vị trí chính xác của nó, có thể tên của trong web server HTTP bao gồm cả một con nơi mà cái file tìm thấy, nếu URL là một file cụ thể. Start rồi, chéo này, vô côn chéo chéo file chéo chéo ha, file ba chéo này, chọn ba chéo 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 tiếp nữa. Do đó cái này cần, nếu ở trên file là ba cái chéo. Hiểu rõ hơn về bảo vệ an ninh cho một cái repo, thế thì dùng một cái repo cho phép chúng ta cài đặt các gói phần mềm nhanh chóng nhẹ nhàng từ internet, rồi rất là tiện, nhưng đó cũng có vấn đề về an ninh. Khi cài đặt một gói RPM, chúng ta sẽ làm một quyền root, và nếu trong cái gói đó có những code và nó không an toàn ấy, thì nó sẽ chạy nguyên vẹn root luôn. Chúng ta cần đảm bảo rằng là chúng ta sẽ thể tin tưởng được cái gói phần mềm nó cố cài đặt. Đó là tại sao mà cái repo lại sinh ra, nói chung thường dùng cái khóa gọi là backtest signing. Cái khóa này mà tốt nhất là nên sử dụng các cái repo của Redis thôi, an toàn nó không bị tấn công. Để đảm bảo gói trong một repo thì các package thường sử dụng ký với từ khóa rpg, và cái này là khả năng kiểm tra được với bất cứ gói nào liệu thay đổi gì đó từ khi mà cái người chủ, người sở hữu cái repo đã có cập lên. Cái khóa này sử dụng để ký những cái gói phần mềm thường được cung cấp thông qua repo, và người dùng của cái repo phải download cái khóa đó và lưu trữ nó nội bộ để sau có thể kiểm tra được chữ ký của các gói tin tự động mỗi lần mà khi được download repo xuống. Nếu an ninh của repo bị hỏng và một kẻ đột nhập công mật kiểm soát được ấy, thì nó sẽ đặt một cái khóa giả vào đó, cái GPG sẽ không có gặp hợp và gọi DNS sẽ phản đối, gọi ra thông báo khi mà cố cài đặt gói mới. Đó là tại sao mà chúng ta nên sử dụng GPG key khi dùng các repo trên mạng. Nếu chúng ta sử dụng repo khi với GPG gói GPG đã ký mà hoặc là đầu tiên làm việc với repo thì DNS sẽ yêu cầu phải lấy cái ký xuống để kiểm tra cái chữ ký của phần mềm. Đây là cái quá trình nó hoàn dưới dạng đằng sau, không lắm nhiều lắm đâu. Và cái key mà sử dụng để ký các gói thì được cài đặt ở trong là etcp rpm gpg. Nào. Hai kia beta đó, hai khóa đó, chú ý để sử dụng các repo nội bộ thì cái bảo mật quan trọng lắm, vì do đó chúng ta không phải cần học cách sử dụng GPG key trên trong cái kỳ thi RSHCSA này. Ví dụ 9.2 tại đây em insert là map sẽ chỉ ra này. Hãy download xuống. Tin hết 9 App Store 30.
Nào. Bây giờ chuyển sang mục tiếp là à, sau đi.